Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Hôm trước thì chúng ta đã được chứng kiến kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đại chiến với đương kim á quân luân cúp Park Nanaha. Một kỳ thủ rất mạnh, đang đạt phong độ cao, ván cờ có kết quả hòa với độ chính xác của các nước cờ gần như tuyệt đối khi mà hai bên đều đánh rất là chuẩn. Trong khi đó thì chú bé 15 tuổi Ahimanium Misa đã trở thành hiện tượng của giải khi liên tục đánh bại các siêu đại kiện tướng có elo trên 2700 và ở vòng 3 của BN Chess Festival 2024, Quang Liêm sẽ đụng độ với thần đồng cờ vua 15 tuổi Misha để tranh chấp ngôi đầu bảng. Liệu rằng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Liêm có thể vượt qua được chú ngủ O Misha để dọn đường bảo vệ ngôi vô địch của mình hay không? Chúng ta hãy cùng xem trận đấu hấp dẫn này nhé. Trong trận đấu này thì Misha chơi quân trắng và Quang Liêm cầm quân đen. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp bên cái chuông để nhận thông báo xem những tuyệt chiêu cờ vua hay nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ngộ admin dạy chơi cờ vua nhé. Đối đầu với nhà đương kim vô địch giải, chú bé Misa tung tuyệt chiêu D4 để khởi đầu ván cờ. Quang niêm nhanh chóng đáp trả bằng nước mã F6. Trắng hùng ngổ dâng tốt C4, tạo thành một bộ đôi tốt C4-D4, chiếm lĩnh nửa bên phải trung tâm đen đẩy tốt e 6 để ngỏ khả năng sẽ sử dụng hệ thống khai cuộc gambit hậu Ấn Độ Mưỡi hoặc cũng có thể là phòng thủ Nimzowitsch đang được rất nhiều cao thủ thời nay ưa chuộng. Trắng nhảy mã lên f3 nước cờ tấn công tương đối thận trọng. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán đen đẩy tốt d5 triển khai trận gambit hậu nhằm lập lại thế cân bằng ở trung tâm. Trắng đẩy tốt g3 đúc lô cốt cho tượng lên g2 kiểm soát đường chéo chiến lược H1, A8. Đen lên tượng E7. Trắng theo kế hoạch đưa tượng lên G2, chĩa về phía trung tâm. Misa tuy với chỉ 15 tuổi, song đã nổi lên thành một ứng cử viên vô địch rất là nặng ký khi cậu vừa đánh bại hai đại kiện tướng có elo trên 2700. Trong đó có cả nhà đương kim á quân nôn cúp Park Ha Chính vì vậy nên Quang Liêm đã tỏ ra tương đối là thận trọng anh nhanh chóng nhập thành đưa vua vào vùng an toàn chuẩn bị cho các trận đánh lớn trắng cũng nhập thành di chuyển vua vào góc quần cờ sẵn sàng nghênh chiến vua vừa mới yên vị ở trong góc đen đã chủ động ăn tốt sang c 4 khai chiến trắng di chuyển hậu lên c 2 tìm cách bắt lại con tốt đen đẩy tốt a 6 với đồ trắng mà ăn hậu lên c 4 thì đen sẽ đẩy tốt b 5 tấn công hậu Trắng chạy hậu về C2 thì đen sẽ đưa tượng lên B7 tạo thành một đối trọng với tượng trắng trên đường chéo H1 A8 và thế cờ sẽ diễn biến cân bằng. Trở lại với diễn biến bắn cờ, không vội vàng ăn lại quân tốt ngay. Trắng đẩy tốt A4, chặn đường tiến tốt B5 của Quang Liêm. Đen di chuyển tượng lên D7. Lúc này thì trắng mới ăn hậu lên C4, lập lại thế cân bằng về lực lượng không đẩy được con tốt B để đưa tượng lên B7. Đen bèn di chuyển tượng lên C6, đứng tấn trên đường chéo H1 A8, hòng khóa mõm quân tượng trắng ở G2. Trắng triển khai tượng lên G5, đen đẩy tốt A5, ngăn chặn trắng đẩy tốt B4 để mở cuộc tấn công ở bên cánh hậu. Trắng triển khai mã lên C3, thông thường thì ở đây đen sẽ phát triển mã cánh hậu lên D7 Trắng qua xe E1 thì đen sẽ đẩy tốt H6 đổi tượng. Trắng đổi tượng về F6 thì đen sẽ ăn mã lên F6. Trắng đẩy tốt E4 và thế cờ sẽ diễn biến cân bằng. Tuy nhiên thì trắng vẫn có vẻ dễ chơi hơn nhờ vào việc có một trung tâm tốt cực mạnh. Đồng thời lại có một không gian rộng lớn hơn. Tuy nhiên thì Quang Liêm lại chơi một nước cờ khá là lạ khi mạnh dạn đưa xe lên A6 có lẽ là anh muốn gây bất ngờ cho đối thủ và tránh những phương án đã được các huấn luyện viên của Misa chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho cậu bé. Sau một thoáng ngôi dối, Trắng có vẻ chùn tay liền kéo hậu lùi về D3 chờ đợi xem đen dở cho gì. Đen di chuyển xe qua B6 tấn công tốt B2. Trắng lùi hậu về C2 bảo vệ. Đen để tốt H6 đuổi tượng. Trắng chạy tượng về D2 không còn bị tượng trắng răng nữa. Đen phi tượng lên B4. Tìm cách thủ tiêu quân mã. Hòng làm suy yếu lực lượng. Bảo vệ ô trung tâm E4. Trắng qua xe E1. Tập trung quân nặng phía sau tốt trung tâm. Chuẩn bị xông lên. Đen theo kế hoạch đổi luôn con tượng vào mã C3. Trắng ăn tốt lên C3. Đen phi tượng lên E4 tấn công hậu. Trắng chạy hậu sang A2 tránh đòn. Đen nhảy mã lên C6 đưa nốt quân nhẹ còn lại vào trận. Trắng lùi tượng về C1. Với đồ sẽ di chuyển lên A3 để chấn giữ đường chéo A3 F8 tấn công xe. Cảm thấy chú bé này thực sự khó nhằn. Đen bèn lùi tượng về D5 tấn công hậu. Trắng chạy hậu sang C2 tránh đòn. Nếu mà còn trần trừ thì đen sẽ thừa cơ đẩy tốt E4 tấn công tượng. Và trắng sẽ chiếm ưu thế khi có một trung tâm tốt cực kỳ hùng mạnh. Do đó mà đen đã lập tức vi tượng lên E4 Chiếm đóng cứ điểm trung tâm quan trọng để tấn công hậu Trắng chạy hậu sang A2 Lập lại nước đi để cầu hòa Cũng có thể là Misa đang cố tình làm vậy Để dụ Quang Liêm coi thường mình mà không chịu hòa Xông lên tấn công Không dám chủ quan khinh địch khi mà chú bé này vừa hạ hai siêu đại kiện tướng là Park Nanaha và Sắc Quang Liêm lại lùi tượng về D5 tấn công hậu để chấn áp trung tâm, trắng chạy hậu sang c2, thấy vậy, đen phi tượng lên e4 tấn công hậu, thầm nghĩ, thôi thì hòa cũng được, giữ sức cho trận tiếp theo, không anh lại xa bẫy của chú em, trắng cũng qua hậu a2 và ngay lập tức bắn cờ được trọng tài xử hòa theo luật bất biến ba lần, cầm hòa quang liêm ở vòng đấu thứ ba cậu bé Misa tạm thời vươn lên dẫn đầu giải với 2,5 điểm. Quang Liêm bám sát ở vị trí thứ hai với 2 điểm sau 3 trận đấu. Giải đấu năm nay rõ ràng là rất hấp dẫn với sự xuất hiện của nhân tơ mới. Ahimanium Misa 15 tuổi. Liệu rằng Quang Liêm có thể bảo vệ được ngôi vô địch giải đấu này hay không? Chúng ta hãy cùng xem tiếp các trận đấu tiếp theo trên kênh youtube Dạy Chơi Cờ Vua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.